Ta-da, tối nay mà bà con cô bác cùng với ba mẹ cậu uống bia Đức nha. Thì xin thưa bà con cô bác, đây là bánh mì nóng hổi giòn luôn bà con. À, 4 miếng, 8 miếng. Hôm nay gia đình ba mẹ cậu sẽ vô đây ăn. À, đặc biệt ở đây có cái phô mai này ngon lắm. Không phải phô mai mà gọi là bơ, bánh mì bơ. Ăn đi con. Bây giờ mình ăn đi con, chứ không thôi lát nữa đồ ăn ra là nó nguội. Bánh mì này là người ta ăn với bơ. Còn lát nữa là xúc xích thì mình sẽ ăn không với khoai tây nghiền hay gì đó. Đây là bánh mì bơ, đúng không? Cái này bánh mì nè. Đó, đây nó còn nóng nè, mình ăn ngon. Rồi mời bà con cô bác Sài Gòn nóng quá cho nên mình làm miếng bia nha bà con. Cuối tuần gia đình ba Michael đi thư giãn nè mọi người. Ăn ở quán này nè. Quán này là quán Đức nha mọi người. Quán Đức Bảo. Đây xin thưa bà con bác, một phần xúc xích bự quá trời bự không? Một phần xúc xích. Đây là mì ý. Mì ý đó đó. Xin thưa bà con bác, đây một phần này là 810.000, chưa tính thuế nha bà con cô bác cộng thêm 15% nữa. Còn cái này là như là 200.000. Mì ý xuất kem nhâm bông. Carbonara nha bà con. Còn bánh mì. Có muỗng trong đó, muỗng hả, anh hai lấy rồi để ba xin thêm. Rồi ok. Thì xin thưa bà con cô bác, mời bà con cô bác ăn tối với gia đình của ba Michael nha. Các cô chú anh chị và các bạn nè, ba Michael đố các cô chú anh chị và các bạn ở Đức nè. Có nhìn vô là có thể biết được đây là xúc xích gì không ha. Đây là xúc xích nè, một loại nè, hai loại nè, ba loại nè, bốn loại nè, năm loại nè, 6, 7, 8, 9, 10. Hồi nãy ba Michael nghe em nhân viên nói là tổng cộng là như là 11 loại. 2, 6, 8, 9 cây. 9 loại xúc xích đó, mà mỗi loại nó đều khác nhau hết nha bà con. Mời bà con cô bác có thể cùng với ba Michael đánh giá thứ như là ở đây có một cái cải nè, có khoai tây chiên nè, rồi cây tím đỏ nè. Combo rẻ hơn, nhưng mà mình ăn ngày hôm nay thứ bảy cho nên không có combo, cho nên mình phải mua dĩa. Còn bình thường mình ăn một cái combo khoảng 1.2 triệu bà con, thuế lên khoảng 1.5 triệu thì nó bao gồm hết tất cả. Rồi mời bà con cô bác cùng ăn tối ha. Rồi đó mình uống một cái ly cập, uống ly bia, bia Đức nha. Hôm nay ba mẹ cậu uống bia Đức. Đây xin thưa bà con cô bác. Đây bà con cô bác. Ba mẹ cậu sẽ chấm thử một chút xíu tương cà. Ngon bà con. Đây xin thưa bà con cô bác. Một cái carbonara 190 nè, xúc xích 801 nè, ly bia 98.000 nè, một cái soda chanh 58 nè, tổng cộng rồi tổng quân thuế luôn là 1.335.180 đồng. Xin thưa bà con cô bác, sáng nay ba mẹ cậu có một cái câu đố ba mẹ cậu như thế này nè bà con. Đố ba mẹ cậu, tại sao lại có tên giáo xứ Nam Thái? Dân di cư lúc ấy đa phần là dân của hai giáo xứ nào ngoài Bắc? Cha sáng lập giáo xứ có liên hệ thế nào với hai giáo xứ trên? Xin thưa bà con cô bác, câu hỏi hôm nay nó hơi thưa bà con cô bác thấy là câu hỏi này nó có khó mà con. Thôi giờ mời bà con cô bác lên xe ha, để ba mày còn đi. Không biết cái giáo xứ Nam Thái này nó nằm ở đâu. Bác không có cho biết địa chỉ nằm ở đâu hết, địa danh nằm ở đâu luôn. Hơi khó nha bà con. Đây, xin thưa bà con bác, hiện tại ba mẹ rồi đang có mặt ở đây là cái chợ này là chợ ngã tư bốn xã nè bà con. Rồi thôi, giờ mời bà con cô bác lên xe ha. Hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn.
Rất vui được gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trên kênh của ba mẹ cô. Thì Sài Gòn ngày hôm nay là ngày ngày 7 tháng 5 2023. Bây giờ là 9:40, 9:40 sáng. Nhiệt độ bên ngoài là 32 độ C. Trời rất là nóng, nhưng mà được cái hôm nay đó, không hiểu sao nó lại không có nắng bà con. Không biết chiều tối này có mưa hay không. Chắc sáng nay ba mẹ cậu đi quay một video thôi, để dành coi cái chiều có mưa cái ba mẹ cậu chở bà con người bác đi tắm mưa. Đây là ngã tư bốn xã nè bà con. Bên tay phải là đường Hòa Bình đi về Đầm Sen, còn bên tay trái là Hương Lộ 2 nè. Rồi bên kia nữa đó là bên kia nữa thì đó là đường Lê Văn Quế. Giờ ba mươi về phải hôm nay con đường Hương Lộ 2 thì xin thưa bà con cô bác, hôm nay ba mươi cầu tính nửa giờ ba mươi cầu không có nói, nhưng mà chắc giờ phải nói quá để còn có giải pháp mà chuẩn bị. Thì xin thưa bà con bác, gia đình của ba mẹ cậu là sắp tới đây là sẽ làm một cái chuyến đi chơi rồi Sài Gòn để đi chơi. Và cái địa điểm mà ba mẹ cậu chọn đó là nước Úc nha bà con. Thì hiện tại bây giờ thì theo cái chương trình thì bác ba mẹ cậu sẽ ở Melbourne nhiều hơn. Ba mẹ cậu sẽ dành thời gian phần lớn ở Melbourne. Rồi bây giờ ba mẹ cậu quay về lại cái đường phố nha bà con. Thì ba mẹ cậu đang ở đây là số 64 đường Phạm Ngọc Thầu. Nơi đây là nơi ủy ban dân quận Tân Phú, cái trung tâm hành chính của quận Tân Phú nằm đây nè bà con. Nơi đây hồi xưa trước năm 75 là cái vườn bông nè. Rồi trở lại cái câu hỏi của bác đặt ra cho ba mẹ cô, hình như là nó như ba mẹ cô nhớ không lầm, hình như nó có ba ý. Ý thứ nhất là tại sao có cái tên nhà thờ Nam Thái. Ý thứ hai là giáo dân gốc ở cái nhà thờ Nam Thái đó là từ đâu ra, từ là giáo dân nào ngoài miền Bắc đi vào. Rồi ý thứ ba nữa đó là cha nào, cha nào có liên hệ nào mà liên hệ với hai cái hình như là giáo xứ Nam Thái với Tân Việt ha. Thì xin thưa bà con cô bác, cái câu này thực ra là nó khó, nhưng mà thực chất là ba mẹ cô thấy là các cô chú anh chị và các bạn khi mà đặt câu hỏi cho ba mẹ cô á thì thường hay gợi mở cái câu trả lời nằm sau đuôi lắm bà con. Bà con cô bác để ý không, các bác thường hay đặt câu hỏi cho ba mẹ cầu thường hay có một cái gợi ý mở làm sao đuôi lắm nè. Xin thưa bà con cô bác là đặt cái câu hỏi là nhà thờ Nam Thái, cái tên nhà thờ Nam Thái mà không biết năm nhà thờ Nam Thái nằm đâu hết nè. Rồi giáo dân nào ở miền Bắc đi vào, hầu như là những cái câu hỏi này là nó không có có một mình không có một cái gọi là gì ta để trả lời một cái câu hỏi hay một điều làm gì đó, nó phải có một cái sự manh mối, nhưng mà hầu như không có cái manh mối nào hết. Không có cái manh mối nào để mình lần ra hết. Thì sau đó thì bác lại nói rằng là kể về cái gì một cha gì đó mà có liên hệ với hai cái nhà thờ này là nhà thờ Tân Việt với nhà thờ Nam Thái. Thì xin thưa bà con cô bác, tới đây là bắt đầu là ba mấy cô sẽ bắt được cái manh mối rồi. Thì nói về và nói tới cái nhà thờ Tân Việt thì xin thưa bà con cô bác, dân dân dùng bao cát này mà ai không biết nhà thờ Tân Việt. Giáo xứ Tân Việt này ai mà không biết. Hình như là ba mươi người không nhớ họ là họ và tên của cha. Ba mươi người chỉ biết đó, người ta gọi là cha chim, linh mục chim á. Nói thì nói ra họ và tên mà lỡ nó sai thì các bác sửa lại giúp ba mươi người nghe. Ba mươi người nhớ không lầm, như là cha là cha Vũ Đức Chim, là chánh xứ tiền khởi của giáo xứ Tân Việt đó bà con. Mà tại sao mà lại cái câu hỏi này lại hỏi là cha mà lại liên quan đến hai cái nhà thờ này. Từ khi mà cha vào tới miền Nam
là cha là chánh xứ tiên khởi của giáo xứ Tân Việt, và cha đâu có làm giáo xứ nhà thờ nào ở đâu, cha đâu có làm giáo xứ nào đâu mà lại sao có sự liên hệ với hai cái nhà thờ này. À, thì thôi thì để trả lời câu hỏi này, ba mẹ rồi sẽ dẫn bà con của bác đi dạo một vòng về đây. Cách đây khoảng 110 năm nha bà con. Cách đây khoảng 110 năm nha. Thì ở ngoài miền Bắc đó bác con, tại một cái làng gọi là làng Cổ Gia, làng Cổ Gia ở Nam Định nha, chính xác là làng Cổ Gia Nam Định, thì có một cậu bé ra đời. Vào đó là vào năm 1913 đó, có một cậu bé ra đời ở làng Cổ Gia ở Nam Định. Rồi sau đó đến năm khoảng năm 14 tuổi là cậu bé này đi tu, và đến năm 29 tuổi thì cậu bé này chính thức là trở thành linh mục. Và khi đó thì linh mục này thì được phân bổ về làm chánh xứ giáo xứ Cổ Việt ở Thái Bình. Thì cái người linh mục này, cái cậu bé này đó chính là cha Vũ Đức Chiêm. Rồi mà tại sao mà cha ở ngoài đó mà lại đi vào liên quan gì mà nó lại lọt vào tới trong miền Nam này, thì xin thưa bà con bác mình hãy quay về lịch sử một chút xíu nữa. Thì bà con bác biết vào năm 1954 khi mà đất nước bị chia đôi, con đường này bác bây giờ đang đi tới đây là con đường 180 đường Đồng Đen nha bà con. Bên tay trái này là chung cư Bào Cát nè, bên tay phải 30 rồi đây là đường Ca Văn Thỉnh nè. Con đường Ca Văn Thỉnh này trước năm 75 nó là đường Phan Chu Trinh nè bà con. Giờ mình quẹo vô đi. Đường này là đường hồi xưa trước năm 75 nó là đường Phan Chu Trinh đó. Thì khi mà đất nước chia đôi đó bà con, tình hình đất nước bị chia đôi rồi thì bắt đầu là chúng ta đón một cái lượng lớn đồng bào miền Bắc di cư vào miền Nam sinh sống. Thì theo cái làn sóng di cư đó thì lúc đó là cha đang là chánh xứ Cổ Việt ở Thái Bình, thì cha cũng dẫn các giáo dân của mình đi vào miền Nam, cụ thể đó là đi vào Sài Gòn rồi đó. Đi vào Sài Gòn. Sau khi mà cha dẫn các giáo dân mình đi vào Sài Gòn rồi thì lúc đó là sau thời gian tạm cư, thì lúc đó cha được đưa về vùng Hố Nai. Thì Hố Nai ở Biên Hòa bà con, ở đó có một cái giáo phận Thái Bình ở đó đó, là có một cái khu đó, bữa nào có dịp thì ba mẹ con sẽ chở bà con bác về. Trường này là trường gì, tên gì ba mẹ con không biết nè, không có cái mặt bên kia. Nơi đây hồi xưa đó là trường Bồ Đề nè bà con. Trường Bồ Đề này tên gì thì ba mẹ con quên rồi, bà con của bác nào có biết thì bà con của bác chia sẻ giúp ba mẹ con nhé. Đây, trường này trường Võ Văn Tần. Xin thưa bà con của bác, cái trường này là hồi xưa đó là trường Bồ Đề của người Quảng. Con đường này là con đường Phan Xào Nam, con số 55 Phan Xào Nam. Thì sau khi mà lên Hố Nai được thời gian rồi, bắt đầu cái cha lại xin chắc lẽ là sống ở trên vùng đất Hố Nai không có quen á bà con, thì lúc đó cha Chiêm mới xin với tòa giám mục á để một cái miếng đất ở Sài Gòn. Thì lúc đó được tòa giám mục đồng ý, thì lúc đó cha mới dẫn cái giáo dân của mình bắt đầu trở lại cái vùng mà ngã ba ông tạ. Cái vùng đó, ba ông tà lúc đó hồi xưa là chỉ toàn là đồng trống thôi, ở đó có một căn biệt thự của người Pháp. Sau khi mà về gia đình người Pháp đó về nước thì mới hiến cho giáo phận Sài Gòn, đó là nhà giáo xứ Chí Hòa đó bà con. Thì lúc đó là cha xin được cái miếng đất đó và được tòa giám mục đồng ý, thế là cha dẫn các giáo dân của mình đi về đây. Nhưng mà khi mà về đây rồi á thì lúc đó là hình như là một căn biệt thự với lại mấy cái gian nhà khoảng 7 gian hay sao á đó. Thì cha mới dạy các giáo dân mình bắt đầu chuẩn bị làm ăn sinh sống để định cư đó. Nhưng mà tiếng lành đồn xa hay sao á thì lúc đó là toàn là giáo dân Cổ Việt ở Thái Bình thôi mà. Nhưng mà bà con có bác biết mà quê của cha là gốc gác, là cha rơi
Tại sao mà ba mẹ cậu phải kể ra nơi mà cha, năm 1913 cha sinh ra? Thì cha sinh ra ở làng là làng Cổ Gia, ở nơi xứ Cổ Gia, giáo xứ Cổ Gia ở Nam Định đó bà con. Thì những nơi đó biết cha chim, cho nên là họ kéo về họ ở với cha rất là đông luôn nha bà con. Đó, và càng ngày sau, chỉ cái sau một thời gian ngắn thôi thì giáo xứ đông lắm, nó bị quá tải. Đây là chợ, này là chợ Bà Hoa nè bà con. Mình đi dạo vòng chợ Bà Hoa. Con đường này đường Trần Mai Ninh. Thì lúc đó là đông quá rồi, thì bắt đầu cha mới thấy vậy, là có lẽ là cha thấy không ổn rồi. Tại vì càng ngày nó càng phát triển ra, mà cái vùng đất đó thì nó chỉ bị đó hẹp lại. Xung quanh thì còn có xứ An Lạc nè, Tân Chí Linh nè, Nghĩa Hòa nè, Sao Mai nè, rất là nhiều. Mà càng ngày giáo dân nó lại càng đông. Thế là lúc đó cha mới đệ lên xin với tòa giám mục một cái khu đất mới ở Tuốt, ở trên Bảy Hiền đó bà con. Khu đất đó là cũng là thuộc về cái đất của xứ Chí Hòa luôn. Thì lúc đó cha mới xin với tòa giám mục là trên mảnh đất đó, là mảnh đất bây giờ là ở đây nè bà con. Đi dầm chợ bà con. Đây là chợ Bà Hoa. Đây là chợ của người Quảng nè. Mua đồ Quảng hay là mua gì trên đây có đủ hết. Cho qua chị ơi. Cho qua chị ơi. Rồi lúc đó khi mà cha xin được cái miếng đất ở trên Bảy Hiền thì bắt đầu là tòa giám mục cũng đồng ý luôn. Thế là sau khi mà ở một thời gian ở tại ngã ba ông Tạ, thì lúc đó là cha lại tiếp tục dẫn các giáo dân xứ Cổ Việt di cư lên di cư lên cái vùng đất mới, đó là vùng đất Bảy Hiền bây giờ nè bà con. Ngay trên đây là đối diện qua cái cổng siêu đoàn dù 18 đó. Siêu đoàn dù thôi chứ không có 18, quên. Lúc đó bắt đầu cho ta xây nhà xứ này nọ. Rồi sau khi mà xong hết rồi, bắt đầu là cha mới thành lập ra giáo xứ. Thì vị trí là cha ở ngay chỗ ngã ba ông Tạ, thì ba mươi còn nghỉ gần khoảng 4-5 tháng chứ không có nhiều nha bà con. Thì đến khi mà lên tới cái chỗ trên này rồi thì cha mới dừng lại. Sau đó thành lập ra giáo xứ Tân Việt, và cha được chánh xứ tiên khởi của giáo xứ Tân Việt luôn nha bà con. Thì đó là cái mối liên hệ giữa cha với lại giáo xứ Nam Thái. Và thời điểm đó, lúc mà cha về ngã ba ông Tạ thì chỉ là đang là trong giai đoạn mà coi như là ổn định thôi, chưa có thành lập giáo xứ ở đó nha bà con. Cho nên cái nơi đó là cũng chưa có gọi là cái giáo xứ, cho nên cha chưa phải là chánh xứ tiên khởi của bên giáo xứ Nam Thái. Rồi sau khi mà cha đi rồi thì bắt đầu là bên tòa giám mục có mới đầu mới cử một cái cha khác về, hình như ba mươi còn nhớ không lầm, hình như đó là cha Hung thì phải, cha Hung hay cha Vinh gì đó. Rồi thì bắt đầu là mới thành lập ra một cái giáo xứ mới nữa, và đặt cái tên là giáo xứ Nam Thái. Nam là Nam Định, Thái là Thái Bình nha bà con. Là để tưởng nhớ cái hai cái giáo dân đầu tiên ở cái vùng đất ngay ngã ba ông Tạ đó, đó là giáo dân Cổ Việt của cha Chim và giáo dân Cổ Gia ở Nam Định. Thì đó là cái nguồn gốc của tên giáo xứ Nam Thái. Vậy là hết chưa ta? Rồi hết rồi. Bác chưa hỏi bà Michael tại sao đặt tên là Tân Việt. Rồi thôi thì đề bài hỏi tới đâu thì ba Michael trả lời tới đó nha bà con. Rồi giờ mà bà con và bác đi với ba Michael về lại cái giáo xứ Tân Việt nè, ở trên vùng đất này nè, cách đây mấy chục năm, nơi mà cha Vũ Đức Chim là giáo xứ chánh xứ tiên khởi, thành lập ra cái giáo xứ Tân Việt.
Rồi sau này từ giáo xứ Tân Việt bắt đầu nó mới thành lập ra nhiều giáo xứ con nữa. À, từ mấy cái họ rồi bắt đầu thành lập lên như là giáo xứ Tân Thành rồi đó. Rồi giờ mình đi cái giáo xứ Tân Việt nha bà con. Chính thương lên đây là bà con có thấy không, mì quảng nhiều lắm, mì quảng chính thương nè, ở đây cũng có tiệm mì quảng nè, ba mẹ còn nhớ không lòng, bữa mới ăn đây nè, bún bò ôm ai, à, mì quảng Cao Lầu nè, bữa ba mẹ còn ăn đây nè bà con, à, bà mua, bữa ba mẹ còn ăn ở chỗ bà mua nè. Vừa ăn cái món Cao Lầu. Cao Lầu á là phải biết ăn nha bà con, không biết ăn thì khó ăn lắm. Ăn mì quảng ngon hơn. Rồi bây giờ là 9 giờ 59 phút. Con đường này là con đường Đồng Đen đó bà con. Màu vàng vàng này là thiếu nhi thánh thể đó bà con. Ở đây hình như hôm nay đang làm cái lễ gì nè bà con. Đây bà con các bác con thấy không, cái chữ là giáo xứ Tân Việt nè. Wow, đông dữ trời. Mình đi lên cái mặt trước nha bà con. Bên trong này đông quá. Bây giờ là đúng 10 giờ. Đây mình đi cái con đường Minh Thông này cũng được. Có mấy em nhỏ nữa. Ba mẹ gọi thấy đây. Tổ gia Việt Nam. Sau và thánh tôn giáo họ Nguyên Thì và quý chức các giáo họ giáo xứ của Nam Việt Nam.
giáo xứ cổ ra. À, các em nhỏ và con. Quý cha, chúng con cũng xin thời quý đường chúng ta theo sau đoạn trước. Quý này luôn. Ở sau quý cha, chúng con cũng xin thời quý vị theo sau đoạn trước. Thánh Thomas nè, và Thánh Đa Minh nè. Hình như mày đang thỉnh Đức Chúa Giêsu gì vậy bà? Ba mày còn không rành lắm. Quay vậy bà con, quay
quay về giao thông đó, để coi có kẹt xe hay không. Bác đang đi hướng này là hướng xuống ngã tư Bảy Hiền rồi bà con. Đây là đền Công Chính, nhà thu dưỡng của Linh Mục Bùi Chu. Bên tay trái là nhà giáo xứ Tân Châu. Giáo xứ Tân Châu này cũng tách ra từ cũng có liên quan đến giáo xứ Tân Việt các bà con. Bên tay phải này hồi xưa là cái bến xe Lam. À, ở đây có cái khu chợ nhỏ. Năm 68 á, ngay cái khu chợ nhỏ này uống dữ lắm nha bà con, pháo kích vô dữ lắm. Đó là bệnh viện Thống Nhất nè. Đây là ngã tư Bảy Hiền, bên kia đó có cảnh sát từ Xuân Hòa. Đây là trường Nguyễn Thị Hiền, hồi xưa là trường Tân Bình. Vẽ tay phải đây nào, hồi xưa là cư xá Tự Do. Mà cư xá Tự Do hồi xưa cái cổng đó là cổng phụ thôi. Cái cổng chính của cái xá Tự Do nằm dưới đây nè bà con. Còn bên tay trái này là khu chăn nuôi. À, xin lỗi bà con, bắt cái con hẻm này nè. Đây là mới là cái cổng chính của cư xá Tự Do năm xưa nè, 1025. À, bên tay phải là đường Bành Văn Chân nè, hồi xưa là đường nhà thờ Chí Hòa. Đây có tiệm thỏ Hồng Châu. Còn bên tay trái đây là rạp Cộng Hòa nè. Đó quên, hồ bơi, hồ tắm Cộng Hòa. À, bên đây. Đó đây là hết khu chăn nuôi rồi. Qua tới bên đây á, lặng mé bên tay trái 30 ngồi đây là hồi xưa đó là nghĩa địa ông Tạ. Đó, tới đây là hồi xưa bà con bác thấy mồ mã ghê lắm, nhiều lắm. Năm 1975 là nơi đây còn rớt là chiếc trực thăng trong cái nghĩa địa ông Tạ này. Đó, bên tay trái này xưa bà con quá thấy nguyên khu nghĩa địa. Bên tay phải này là trường Thánh Tâm. Hồi xưa ở đâu đây nè bà con, Ba Mấy Cầu nó nghe nói là có một cái bún chả Ngọc Hà, mà Ba Mấy Cầu chưa định hình được là cái bún chả Ngọc Hà nằm ở góc nào ngay chỗ ngã ba ông Tạ này bà con. Đây Bảo Tính nè. Rồi xin thưa bà con các bác, bên tay trái bà con các bác á, đây đây nè. À, đây đây là có một cái nhà thờ Nam Thái. Còn này hẻm này là hẻm Kim Yến nè, chưa có quán cây còn ở đây nè. Hẻm Kim Yến là chuyên may nhà may Kim Yến. À, bánh Lan Thương, Tiến Thành. À, bánh Lan Thương này cũng lâu lắm rồi nè. Hồi xưa ngay góc ở đây là bà con có một cái xe xôi. Tới cái chỗ giáo xứ Nam Thái này là xin thưa bà con bác mọi người sẽ nhớ tới một cái món, đó là món xôi. Xôi Nam Thái nổi tiếng lắm nha bà con. À, đây đây là
giáo xứ Nam Thái. Nơi đây là nơi mà xuất phát đầu tiên của giáo xứ Tân Việt nè. Giờ mỗi giáo xứ đều có cái gì thánh thể hết. Hình như bên trong cha đang làm lễ. Giáo xứ Nam Thái này xưa là nổi tiếng là xôi à, đủ loại xôi luôn nha bà con, xôi ngọt. Còn thấy ngạc nhiên một chỗ này mà con à, cái làng cổ gia là phần lớn là nằm ở đây nè mà con, mà tại sao lại tổ chức hội đồng hương này ở bên Tân Việt thì ba mẹ con cũng không có rành lắm. Tại bên Tân Việt đó đa phần là giáo dân gốc cổ Việt, còn cái gốc cổ ra là ở bên đây nè, mà không tổ chức bên đây mà sao lại tổ chức bên giáo xứ Tân Việt. Cái này là một cái điểm mà ba mẹ con chưa hiểu rõ lắm. Đây là ngã ba ông Tạ, chợ Phạm Văn Hai, đường này đường Phạm Văn Hai nè, đó mình đi vòng luôn, vòng ở đây. Ra đây hồi xưa là bán thịt chó nè, còn hai bên đường này là bán thịt chó ghê lắm. Chợ hồi xưa ở đây người ta gọi là chợ ông Tạ, sầm uất lắm nha bà con. Trên con đường này ở đây vẫn còn bán thịt chó nè bà con. Ở bên đây là nhà thuốc ông Tạ. Ba mấy con nghe nói ở đây có một cái nhà thuốc bình dân, không biết bà con cô bác có biết cái nhà thuốc bình dân nó nằm ở đâu không bà con. Còn bên đây là xóm gà nè, hẻm gà. Ba mẹ con cũng chưa biết, đang phân vân giữa hai cái căn nhà này là bà con, mà không biết cái căn nhà nào là của bơ. Hồi đó nghe nói là nhà Phật, gia đình của Văn Tử bà con, của ông Văn Tử là sống ở đây. Mà hiện tại ba mẹ con đang phân vân không biết là cái chỗ bên đây là nhà của ca sĩ Văn Tử hay là bên đây bà con. Các cô chú bác anh chị và các bạn là có biết thì xin chia sẻ với bà con ba mẹ con nhé. Con đường này hồi xưa là đi thẳng vô là vô xóm nghĩa địa ông Tạ. Con đường bên đây nè là hồi xưa là cái nhà lồng của chợ ông Tạ. Có mấy cái điểm mà ba mẹ gồ không có rành đó bà con, bác chỉ giúp ba mẹ gồ nhé. Nhà thuốc bình dân nó nằm ở đâu, nhà của ca sĩ Văn Tử nằm ở đâu. Thôi vậy là cơ bản, vậy là ba mẹ cô đã trả lời xong câu hỏi rồi. Bây giờ ba mẹ cô đi về. Chủ yếu là trong video ngày hôm nay ba mẹ cô xin nhờ bà con cô bác nào có ở bên Melbourne đó thì có biết thì xin chia sẻ thêm cho ba mẹ cô biết đó, là bây giờ thời điểm này mà ba mẹ cô qua Melbourne thì ba mẹ cô cần phải chuẩn bị những cái gì để ba mẹ cô không có bị bỡ ngỡ khi mà đặt chân lên tới Melbourne. Thì chắc khoảng 1 tuần 2 tuần nữa là ba mẹ gồ sẽ qua bên đó đó bà con. Giờ ba mẹ gồ đang lựa với máy bay, ba mẹ gồ đang phân vân là đi của Vietnam Airlines hay là đi của hãng Vietjet. Thì bà con cô bác nào mà có kinh nghiệm bay rồi thì bà con cô bác có thể chia sẻ thêm cho ba mẹ gồ biết luôn, tại đây là lần đầu tiên ba mẹ gồ tới Melbourne đó bà con. Chưa tới Melbourne lần nào hết cho nên ba mẹ gồ đang nghiên cứu là nên đi của hãng bay nào, rồi nên chuẩn bị đồ dụng cụ ra làm sao đó. Thì hy vọng là có các cô chú anh chị và các bạn nào sống bên đó thì thậm chí mà nếu mà được các bác có thể hướng dẫn cho ba mẹ con biết một số điểm vui chơi hay là ăn uống
hay gì đó ở miền mình cũng được bà con cô bác, để ba mẹ gồ sẽ nốt vào luôn để cho chuyến đi nó thêm gia đình ba mẹ gồ đi nó thêm trọn vẹn. Rồi thôi, bây giờ ba mẹ gồ xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn, xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là ba mẹ gồ. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nhé. Bye bye, tạm biệt.